Tại thì Linh đang đứng ngã tư Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Thị Thập. Thì sau khi Linh đi ngang đường ngã tư này thì Linh phát hiện thì thấy một chiếc taxi xanh đang hút vào cái đuôi của xe tải. Thấy giữa anh tài xế taxi xanh và tài xế xe tải đang chờ đợi bên công an đến giải quyết. Thì tình hình thì chiếc xe của taxi xanh, cái đầu phía bên tay phải biến dạng khá là nghiêm trọng. Tình hình thì đang đợi công an giao thông giải quyết. Hai bên cũng đang chờ đợi phía công an xuống. Hiện tại có taxi xanh đang
tại thì Linh đang đứng ngã tư Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Thị Thập. Thì sau khi Linh đi ngang đường ngã tư này thì Linh phát hiện thì thấy một chiếc taxi xanh đang hút vào cái đuôi của xe tải. Thấy giữa anh tài xế taxi xanh và tài xế xe tải đang chờ đợi bên công an đến giải quyết. Thì tình hình thì chiếc xe của taxi xanh, cái đầu phía bên tay phải biến dạng khá là nghiêm trọng. Tình hình thì đang đợi công an thông giải quyết. Hai bên cũng đang chờ đợi phía công an xuống. Hiện tại có taxi xanh đang